mới được làm việc với thầy khoảng tầm 2 tháng thôi, nhưng mà cũng xin thưa với thầy đấy là doanh thu của em x2,7 lần ngay cái tháng đầu tiên em gặp. Mà Những chiến lược đi từ đầu tiên thì tháng sau nó đã lên rồi ạ. Và cái chiến lược mà em hôm trước hôm 25 mình bàn với nhau thì em đã triển khai là 1 x 1 ấy ạ. Thì bây giờ số lượng đại lý đã tăng khoảng tầm 57 người, mới chỉ có khoảng 1 tuần em thực hành thì 57 người rồi đấy thầy. Mà đại lý của em là một đại lý, cái số tiền thầy biết rồi, mỗi một lần vào với em thì không phải là ít tiền. Tháng này lại tiếp tục, chính vì gặp thầy cho nên là 1.000 cái spa sẽ được ra đời vào năm 2022. Cho nên là vô cùng biết ơn thầy, em biết ơn thầy lắm, biết ơn thầy không phải là vì cái số tiền em mang lại, mà biết ơn thầy vì cái đường đi của em nó được rõ ràng hơn và nó bớt lung lung. Trước đây là em chỉ học về tư duy thôi, cho nên mọi cái về quy trình là em phải bơi từ đầu. Nhưng mà có thầy thì mọi cái cứ lấy cái của thầy sao xong lắp ghép vào, xong có cái gì không hỏi lại thầy ơi, thế là xong. Mà em thì đang ở quê từ 31 tháng 5 đến giờ, chỉ là rời văn phòng khoảng 1 tuần về quê để nghỉ ngơi lấy sức, xong ra lại chiến tiếp. Chỉ ở trong một căn phòng có 20 mét vuông này thôi, và điều hành tất cả mọi quy trình chỉ có hai con người, và một team marketing nó ở xa, không hỗ trợ mình bất kỳ cái gì cả. Nhưng mà vẫn ít doanh số. Và tháng vừa rồi đấy em nói với thầy là hôm đợt em gặp thầy thì em bảo thầy là đợt đấy là 1 tỷ 9 thì rơi vào khoảng tầm 4 tỷ tiền doanh số. Nhưng mà đến cái tháng tiếp theo là lên 9 tỷ 7 tiền doanh số á chứ thầy. Và chắc chắn là em tin rằng là hôm em nói thầy, khi mà gặp thầy ấy, thầy bảo là mục tiêu của chị bao nhiêu, em bảo là 1 triệu. Nhưng mà bây giờ phải là 2 triệu, không còn 1 triệu nữa thầy ạ. Bởi vì 1 triệu là bên hệ thống Siurin và 1 triệu sẽ là cho 1.000 chủ spa. Và con đường em đi rất là rõ ràng luôn, nó không có gì là khó khăn cả thầy. Thế là vô cùng yêu thương và biết ơn thầy ạ.